Chạy ra cho em tiếp xe được không? Ê, chạy xe rồi. Rồi giờ chạy lên kia, chạy lên, chạy xuống ơi. Lên kia chạy xuống. Ai nhận chờ dữ không các bạn? Hồi xưa mà có cái xe kiểu này là đẳng cấp rồi. Hồi xưa tài chạy hợp điện mà. Để lát mình kiếm cái hình xe hợp điện hồi xưa lớp 7, lớp 8 mình chèn cho các bạn coi cho. Đó, dặn. Dữ không? Sớp bạc đòn hay hòn.com, sớp bạc liên quân Free Fire uy tín giá rẻ, sớp và tác chính thức với hòn, cảm ơn anh em. Hello anh em, nay có dặn chào thớ thì mình thì lý do bữa giờ mình không phải vô đây nha các bạn. Đó, bạn thấy không? Mình mở bán cái combo bánh bo này cho dân chơi nè. Để mình lên combo máu mình làm lớn hơn, nếu mình quay mình chạy cho mấy bạn coi. Đó, lát nữa mình sẽ sẵn quay xe qua sơ này cho mấy bạn coi luôn. Chứ bữa giờ cái xe mình làm á nên cũng chưa mới đặt đồ bên Trung Quốc về nên cũng chưa quay được, nên để nào đồ mình về là mình quay cái xe này tiếp cho mấy bạn coi. Đây đây, chạy ra bờ sông đây. Dân trời, dây điện này mua cái không á, mình cũng câu giùm luôn rồi mà nhà mình giờ không còn mỏ hàng nữa nên dân trời ra tiệm câu mà ta câu mà. Dây này câu chắc cháy vô chết luôn á. Đây, giờ chạy ra ngoài bờ sông đi. Ra. Chạy xong đường này. Chạy luôn dây đắt bùa thôi tá không có. Thì tự chở tôi không có. Đây. Thầy ăn xuống đây luôn. Lâu rồi mới đi lại với cái xe kiểu này. Hồi đó mà có xe bộ điên gì là chạy đẳng cấp rồi. Tính ra dân trời cũng giữ xe này mua về gắn mạnh không? Hả? Chạy về có đuôi cái xe nào chưa? Đuôi xe gì? Quay cái đêm á. Ăn không? Lắm. Hả? Lắm á. Lắm luôn hả? Nói to lên có gì đâu sợ. Đuôi dân trời cũng giữ đi y băng luôn này. Nè thấy không? Chứ chứ đợi mát đây, quay sơ qua xe này cho bạn coi. Xe quá, chạy vô trong vô ruộng luôn thôi. Từ từ. Vô ruộng hả? Tao chạy đường, đây có cái đường đây nè. Đây đẩy, đẩy. Chạy mấy xe, mấy ga đầu đẩy lên cái vô không đi làm gì chip á. Em dặn bánh, đứng bánh chặn lại cháy á, cui vô luôn này nè. Bữa quay xe bưu trời ở đây mà. Xe cũng vinh hả? Xe cũng vinh. Biết vinh nữa không? Biết. Rồi rồi, chạy xuống đây luôn. Chỗ này cho nó vắng rồi. Rồi kiếm chỗ nào dừng lên hơn. Rồi dừng nãy luôn cũng được. Quay nắng nắng, chịu khó quay nắng nắng chút cho đẹp. Cầm cái cục đá lưa mới chịu chi vậy? Trong chó nó không có đứng hơn. Này kêu dân chờ cầm máy quay giùm mình luôn. Thì tính ra xe này cũng dữ chứ bộ. Ủa cái này y băng bữa mua quán anh này đúng không? Dạ. Đây, ở vậy thấy không, nhìn chân trâu xe cũng khá là dữ luôn á. Đó, y băng này. Thì cái combo này mình bán cho dân trâu bán 1.4 triệu cho dân trâu nha. cái bữa mình đăng lên định bán 7.8 triệu á, mình làm hết 2 triệu mấy 3 triệu mà thấy em nó ở gần mình nó bán lại cho có gì cho em nó chạy được vui. Để bữa nào anh kêu mấy nhỏ ở làng anh kêu gom xe lại xuống cho em chạy đuôi mới nói anh chạy giải áo làng nha. À, thấy không? Xe mày thấy không? Xe gấp CNC đồ này cũng giữ này, khoan lỗ nữa chứ cái này làm đâu? Hả? Tại đồ. Tự ở nhà tự làm luôn. Không, ra quán rồi. Ra quán là kêu người ta hàng gấp hơn. Dây điện đồ ai làm kỳ cục vậy chờ. Xe đồ mà làm dây điện vậy là hỏng rồi. Mà chạy nó có bị teo không? Không. Nóng không? Hả? Bữa nào có thời gian rảnh mình làm dây điện lại cho con chơi chứ. Nghe không, xe ta cũng đi y băng máu gạch luôn này. Quá là dữ luôn. Chợ lực này mua nhiêu? 900 mấy. Cái này hàng mùa 1 mà các bạn. Này tiền mắc hơn chợ lực của mình nữa, tính ra còn dữ chứ. Ủa là cái báo bình này. Cái này là cái gì, báo bình này đúng không? Dạ. Báo bình mà gắn gì sao thấy. Đẩy lên, được đẩy bình luôn. Lát nữa cho ra chạy tiếp thử nha. Gắn go rồi lên cho chạy tiếp thử luôn nha. Xe này làm hết nhiêu tiền rồi? 4 triệu ạ. 4 triệu à? Hơn 4 triệu à? Hơn ạ. Làm gì 4 triệu, cái này hết 1.4 triệu rồi, cái này kiên triệu rồi.
Lại cũng 2 triệu rưỡi rồi. Không, tính đó rồi. Hả? Tính đây là có 2 triệu. Là sao? Ấy à, đó giờ làm hết con xe này là nhiêu tiền? 6 triệu. 6 triệu à hả? Hồi xưa mà có cái xe bò điên này là chạy dữ các bạn. Hồi đó là có đạp điện hơn. Nhưng mà một lúc có thằng ra bò điên nữa. Kiểu xe bò điên nữa, mấy xe xe máy điện nữa. Có mấy xe đó dọn là khao về đỉnh luôn á. Hồi xưa mình toàn chạy đạp điện mà. Lớp 7, lớp 7, lớp 8 là mình làm đạp điện. Còn mình chưa bao giờ chạy bò điên luôn. Nói chung là toàn làm đạp điện là chế xương lại mà các bạn. Bánh này là bánh của mình luôn á. Mình bán cái gân trâu này không? Là mình đánh tẩy ra như nước như CNC luôn. Hay bánh đẹp không? Bữa sau kim cái bánh trước á, gắn bánh cam nữa nó mới đẹp. Thấy không? Gần trời đi gù Salaya, ơi gù Titan đàng hoàng này. Đó, giỡn đâu, yên kinh rác đồ chứ đâu phải thường. Ủa em ở đâu? Thuận Nam. Thuận Nam hả? À. Đó, thấy không? Thuận Nam cách ở chỗ mình cũng 7-8 cây đó các bạn. Giờ đó đua được mấy chiếc rồi, đua được mấy chiếc xe rồi? Hai chiếc ăn xe gì với xe gì? Đi mới quay. Chạy ăn không? Ăn ăn bỏ sao hay là sao? Cách mấy mét. đời ăn hay là đồ ăn? Đều sát nhau. Đều sát nhau xong đồ ăn hả? Mấy cái xe này chủ yếu là vậy mà xe này đi mấy bình tại 4 bình hay 5? 5 bình. Mấy xe đạp điện bao nhỏ gì các bạn? Cái mình dặn cái thì nó chưa có liền đâu mà nó ì ì nó cái nó bắn đúng không? Rồi đây dân chơi dữ không, ở đây có làm công tắc ổ khóa mà xe mình lại không có công tắc luôn, ai thích ngờ lên chạy là chạy luôn á. Giờ chạy ra cho em tiếp xe thử không? Ê, dắt xe rồi. Bữa nào hàng lại giống chó đèn hoàng dắt xe lên cho em ra em chạy, bạn em chạy nha. Bữa giờ mình không quay giao được là gì các bạn, mình bán cái combo này cho dân chơi này chơi này mà đang đặt cái combo lỗi lớn bao lớn bự sư này để về mình quay mình chạy được cho mấy bạn coi, cũng hơi tốn tiền á. Nói chung là cố gắng đầu tư để mình quay cho mấy bạn coi á. Bây giờ mình cũng mới mở cái shop ạc game Liên Minh Liên Quân Free Fire đồ á, mấy bạn có mua mấy bạn vô shop ạc đoàn ngân hòn chấm cơm để ủng hộ mình nha. Đó, để mình có thêm chút kinh phí để mình làm video mình đăng cho mấy bạn để cố gắng làm cho mấy bạn. Chứ giờ nghèo luôn là quá nghèo mà giờ mình sẽ ra cho những trang này test thử giải đường ảo làng nha. Đó rồi giờ chạy lên kia, chạy lên chạy xuống ơi, lên kia chạy xuống. À, dần trời dữ không các bạn. Hồi xưa mà có cái xe kiểu này là đẳng cấp à. Hồi xưa ta chạy đạp điện mà. Để lát mình kiếm cái hình xe đạp điện hồi xưa lớp 7, lớp 8 mình chèn cho các bạn coi cho. Rồi chạy ơi, đi xa rồi. Quay lại. Chạy gì xa dần có. Rồi dặn. Đù, dữ không? Ra lên lại. Mẹ thấy dữ chưa? Quá dữ luôn. Đù, dân cho lên lại nè các bạn. Sao hết ga luôn. dữ quá. Quay lại ơi. Tướng mới lửa. Chạy thì phải bung xè rồi ra, bung cánh rồi ra luôn chứ. Bung xè luôn. Rồi quay lại là vừa. Rồi dừng ơi. Được rồi. Chạy sao bung xè nằm xương rồi vô. Xe mạnh không? Được ấy dữ không? Đó đi phục đập điện mà đúng không? Phục mấy chiếc bò giờ quay lại nhà anh đi. Được. Chạy lên kia cô lại. Xe này hình bo nhớ lên được 6 bình á, về kiếm bình gắn thử 6 bình chạy thử mạnh hơn không? Được anh định lên 6 bình quay video rồi mà chờ chạy em đã. Thôi đi anh số luôn. Nhân cha này máu quá bạn. Chạy về nhà anh ơi. Ở chỗ mình đang làm đường bờ đê này bạn, mấy có bờ đê để quay video cho bạn xem này. Xài nha bên này. Bạn nào chia sẻ like đăng ký ủng hộ mình tặng xài tới nhà luôn. Rồi chạy thẳng ở trong nhà anh luôn.
vô trong luôn. Đó, từ xe ăn chào này. Bữa nào có tiền làm lại xe này mà sơn lại áo cũng đẹp mà. Kiếm cái bánh như bánh cầm 18 inch của anh à cũng được nè. Đó. Thấy không bạn, thấy xe giờ lên dĩ không? Xe này đẹp không? Hả? Kiếm trên Phan Rang đâu có bánh này. À Phan Rang sao có, giờ bánh này cũng hiếm, kiếm mớ làm gì có. Để cố gắng làm lại cho các bạn xem. Thì ok, bây giờ mình sẽ đi kết thúc, mấy bạn xem theo nhớ đăng ký ủng hộ cho mình nha. Đó, nay mình mới làm lại cái shop ạc liên mừng đòn hay hòn á. Free Fire đồ các kiểu có luôn mấy bạn xem về thằng ảnh bạn nhớ vô ủng hộ mình nha. Các bạn nào có cần mua ạc cứ vô shop uy tín lắm, hợp tác chung với mình nha. Đó bạn. Bye bye. Em chạy vài cái rồi. Nào làm cái ao làng cho em chạy nha. Ok, bye bye các bạn.